Xin chào toàn anh em và chào mừng các bác anh em quay trở lại với Thế Audio. Và để tiếp tục các video thì anh em có thể thấy đây, em đã chuẩn bị rất nhiều các mặt hàng trong buổi livestream ngày hôm nay. Sẽ giảm giá cho các bác rất nhiều các mặt hàng cho anh em nhé. Đẩy, vang, mic, quản lý nguồn, nâng tiếng. Đấy, rất nhiều sản phẩm sẽ được giảm giá trong buổi livestream ngày hôm nay. Rất là mong muốn nha các bác đang theo dõi video, anh em chưa like video, chưa đăng ký kênh, hoan nghênh ủng hộ cho bên em Simline. Một, đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Audio ạ. Và đây, đi vào sản phẩm đầu tiên mà em muốn giới thiệu cũng như là giảm giá cho các bác. Đây là một bộ mic không dây đến hiệu JBL, có mã JBL KMC10. Rất là đẹp, rất là hay. Các bác làm show sự kiện nhỏ hoặc là dùng gia đình, đảm bảo cho các bác anh em độ hút tiếng cực kỳ tốt, cũng như là tiếng bay và sóng ổn định trong vòng từ 30 đến 40 mét. Và với thiết kế mặt trước này, mặt 3D rất là đẹp, JBL KMC10. Mặt 3D cực kỳ đẹp, phía sau của nó cũng sẽ đầy đủ các kết nối. Các bác sử dụng vang hoặc là âm ly, anh em kết nối ra jack 6 ly này. Còn anh em sử dụng mixer, kết nối ra hai đường calon riêng biệt. Có anten, đảm bảo sóng rất là xa, ổn định trong vòng từ 30 đến 40 mét cho các bác. Và tay mic thì đây các bác thấy đấy, tay mic rất là đẹp nhá. Thiết kế là vỏ kim loại, dòng đuôi chuột, sử dụng là côn neo. Đấy, và sơn tĩnh điện màu đen, chống bám vân tay cực kỳ đẹp luôn cho các bác. Đấy, đây là hai thiết kế nguyên hộp cho các bác, bao gồm một đầu thu này, hai tay mic này, có nguồn, có chống năn, có jack 6 ly đầy đủ cho các bác. Và hàng rất là đẹp cho các bác. Vẫn sẽ bảo hành cho các bác là 1 năm. Vẫn bảo hành thanh lý nhưng vẫn sẽ bảo hành cho các bác là 1 năm cho các bác nhá. Đấy, và ngày hôm nay có một bộ duy nhất này, em sẽ thanh lý cho các bác, giá ngày hôm nay chỉ có 950.000. Và bên em sẽ bao ship cho anh em và bảo hành 1 năm, nhận hàng kiểm tra trước khi thanh toán. Anh em mua hàng có thể nhanh tay nhắn tin đây, xuống thoại em đây ạ. Chốt mic C10 nhá, chốt mic C10 950.000 rồi ạ. 950.000 một bộ mic không dây JBL KMC10. Nhắn tin trực tiếp cho em, chốt mic C10 chỉ có 950.000, bao ship bảo hành 1 năm, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Ok chưa? Anh em cứ test thử, nếu mà tiếng nhẹ, hút tiếng thì anh em nhận hàng. Không đúng như em mô tả, anh em trả lại em. Giá ngày hôm nay bộ mic này giảm giá thanh lý cho em chỉ còn 950.000. Nhắn tin trực tiếp cho em là có sẽ có nhân viên chốt đơn cho các bác. 950.000 một bộ nhá. Tiếp tục đây, sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc đẩy hai kênh bãi đến từ thương hiệu DK King. Một dòng đẩy với công suất là 600W một kênh, với mặt phay nhôm rất là đẹp nhá. Và đây là hàng nguyên zin đến hiệu DK King nhá. À, mặt phay nhôm này, công suất 600W một kênh. 600W thì anh em cứ đánh cho em là một đôi 30 và một đôi 25. Mỗi kênh này đánh cho em là một chiếc 30 và một chiếc 25. Đấy, còn hai kênh sẽ là hai chiếc 30 và hai chiếc 25 kết hợp với nhau. Và đi vào nội thất của nó, đây, rất là đẹp nhá. Hàng tất cả em bao cho em là zin nguyên bản và vỉ còn rất là đẹp luôn. Nguồn rất là lớn đây, anh em nhìn đấy, 600W một nguồn rất là lớn. Và con này sử dụng 8 tụ lọc nguồn, thông số là 63V và 8200 microfarad. Đấy, 6 tụ lọc nguồn. Và vỉ mạch anh em nhìn đấy, rất là sáng luôn. Còn rất là sáng nhá. Thiết kế của con này là thiết kế Class, anh em nhá, Class đảm bảo đánh rất là khỏe và bền bỉ. Sò hoàn toàn chạy bằng sò trường LGVK. Đấy, hoàn toàn chạy bằng sò trường LGVK hết cho các bác và anh em. Đấy, cực kỳ cao cấp, anh em đếm này, 2, 4, 6, 6, 2, 12, 24 sò trường LGVK cả bố áp nữa. Thì anh rất là khỏe, rất cho ra công suất là 600W một kênh. 600W một kênh nhá. Và ngày hôm nay em sẽ bán cho các bác và anh em con này thì giá cực kỳ là tốt cho các bác nhá. Giá ngày nay sẽ bán cho em chỉ có 3.200.000. Đấy, 3.200.000. Và bên em sẽ bao ship bỏ anh cho em là 3 tháng. Bao ship bỏ anh 3 tháng. Mua hàng nhanh tay nhắn tin cho em, chốt đẩy DK. À, chốt đẩy DK MP600 hoặc chốt đẩy DK 3.200.000 bao ship cho anh em rồi ạ. Giá cực kỳ tốt. Anh em theo dõi video nhá. Hoan hỉ ủng hộ cho BM Simline một đăng ký kênh đi ạ. Các bác chưa like ủng hộ cho BM Simline một đăng ký kênh nhá. Tiếp tục đây, giới thiệu cho anh em một sản phẩm mà nó rất là cao cấp mà rất là hot trong thời gian vừa qua, đó là những chiếc quản lý nguồn đến hiệu ETC, dòng quản lý nguồn 2 cấp lọc với thiết kế mới cực kỳ đẹp luôn. Các bác nhìn tổng quan của nó này, mặt trước này, đây là mặt sau này, và nội thất. Đấy, em đi giới thiệu chi tiết cho các bác nhá. Đầu tiên phải nói đến về mặt trước này, thì bên trái lần lượt đây là sẽ là rơ le chống cháy chập quá tải và chịu tải rất là tốt, AC63 chịu tải cực kỳ tốt cho các bác. Tiếp theo nữa nhá, nó sẽ là một ổ cắm đằng trước và có 8 ổ cắm đằng sau. 8 ổ đằng sau nhá, tổng cộng là sẽ là 9 ổ cắm. Và màn hình này hiển thị thông báo số vôn cũng như là tắt bật từng cổng cho các bác. Và một nút menu edit này, các bác xoáy đến đâu anh em có thể tắt bật, ví dụ xoáy đến cổng 7 này, nhấp nháy đúng không ạ? Anh em có thể tắt đi. Đấy, tiếp tục các bác tắt đi. Anh em muốn bật lên thì anh em xoáy lại, anh em bật lên, on là sẽ bật. Còn đâu là anh em ấn tắt đi, nó sẽ không hiển thị on, nó sẽ tắt. Đấy, tắt bật từng cổng, có chức năng khóa trẻ em giữ 3 giây.
sẽ khóa cho các bác. Đấy, và giữ 3 giây nó sẽ mở. Cực kỳ cao cấp luôn cho các bác nhá. Và đây các bác có thể thấy phía đằng sau nó sẽ có 8 ổ cắm lần lượt từ CS1 đến CS8. Và các bác nhìn đấy, tất cả là các lá đồng rất là dày, lá đồng đỏ rất là dày nhá. Và bên trong nó sẽ có mút ổ cắm, đảm bảo cho các anh em cắm cực kỳ là chặt luôn ạ. Đấy, và dòng quả nước nguồn phiên bản cao cấp chính hãng của ETC. Dòng đặc biệt phải nói đến con này sẽ có sử dụng 2 cấp lọc. Các bác nhìn đấy ạ, nội thất thì quá là khủng luôn. Và dơ le đây nhá, đây là các dơ le chống cháy chập này. Và dơ le này chịu tải rất là tốt, 30A, đảm bảo cho anh em đánh sự kiện nó không bị tụt dòng. Đấy, đảm bảo cho các bác cắm không bị tụt dòng anh em làm sự kiện. Và điểm đặc biệt nữa, con này sẽ có 2 cấp lọc bằng cuộn lọc nguồn và 3 cấp lọc bằng tụ lọc nguồn, nên lọc rất là sạch sẽ. Và dây này, dây các bác này, dây này chịu tải rất là tốt đây. Dây rất là to luôn nhá, toàn dây đồng rất là to luôn cho các bác. Nên là các bác yên tâm đánh sự kiện hay đánh gia đình, đảm bảo tất cả các thiết bị điện tử, thiết bị âm thanh em cắm ở đây được đảm bảo cho các bác về chống cháy chập và chịu tải cực kỳ tốt. Và rất nhiều anh em có hỏi là cái lọc nguồn này có tác dụng gì, và 1 cấp có tác dụng gì và 2 cấp có tác dụng gì, em giới thiệu luôn cho các bác nhé. Lọc nguồn này sẽ giúp cho các bác và anh em là các thiết bị điện tử sẽ sử dụng các nguồn điện sạch, qua đó về giảm ù xì rất là nhiều. Thứ hai nữa là nó sẽ tăng tuổi thọ các thiết bị điện tử lên. Ví dụ như các bác sử dụng các thiết bị cắm mà không có lọc nguồn này, nó sẽ tỏa nhiệt rất là lớn, tỏa nhiệt ví dụ như là 10, nhưng qua thiết bị 2 cấp lọc này nó sẽ tỏa nhiệt khoảng 3-4 thôi. Qua đó là các cái linh kiện điện tử này sẽ được tăng tuổi thọ, và tăng tuổi thọ các thiết bị điện tử lên rất là nhiều. Và đặc biệt nữa là chống cháy chập quá tải đây anh em nhá. Rất nhiều trường hợp mà dàn âm thanh hay dàn thiết bị mo ve bị cháy chập đấy, gây là hỏa hoạn cho cả gia đình. Nhưng thiết bị này nó sẽ chống cháy chập rất hiệu quả cho các bác. Và bật lên anh em bật này, nó sẽ bật lần lượt từ cộng 1 đến cộng 8, và tắt đi, nó sẽ tắt từ cộng 8 đến cộng 1. Rất là cao cấp luôn cho các bác. Và con này em sẽ giảm giá cho anh em nhá. Ngày hôm nay đến với Thế Anh Euro sẽ giảm giá cho anh em chỉ có 1.500.000, và bên em bao ship cho các bác nhá. Các bác mua ngoài không dưới 1.800.000, đến có nơi bán hơn 2.000.000. Nhưng đến với em Thế Anh Euro sẽ bán cho các bác anh em chỉ có 1.500.000 một chiếc quản lý nguồn này. Nhanh tay nhắn tin cho em chốt quản lý nguồn S8 nhá. Chốt mã của nó là S8 Luxury, nhưng anh em nhắn tin trực tiếp với em chốt quản lý nguồn S8 chỉ có 1.500.000, và bên em bao ship cho các bác và anh em, cũng như là bảo hành 1 năm, hàng mới nguyên hộp bảo hành 1 năm, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Chốt quản lý nguồn S8 nhanh tay nhắn tin cho em. Đấy, rất là tốt, thật sự em rất nhiều sản phẩm giá tốt cho các bác và anh em. Em nhớ là phải like video nhá. Ủng hộ em, hoan hỉ cho bên em Simline một đăng ký kênh ạ. Quản lý nguồn 2 cấp lọc phiên bản cao cấp nhất mà có chỉ có 1.500.000. Đấy, không tiếc gì, anh em nhanh tay nhắn tin cho em. Anh em mua quản lý nguồn này không phải nâng cấp nữa vì nó là phiên bản cao cấp nhất hiện nay rồi. Đấy, rất nhiều anh em mua quản lý nguồn ngày xưa không có cấp lọc nào, hoặc là có 1 cấp lọc thì nó phải nâng cấp lên. Nhưng qua những chiếc quản lý nguồn này thì nó là phiên bản cao cấp nhất rồi, anh em không phải nâng cấp. Nhanh tay nhắn tin cho em chốt quản lý nguồn S8 nhá. Tiếp tục đây, giới thiệu cho bác và anh em một sản phẩm mà cũng rất là hot trong thời gian vừa qua. Những chiếc đẩy 4 kênh ETC có mã là KH1400 với công suất của nó là 1400W một kênh. Và điểm đặc biệt là phải nói đến, đầu tiên nói đến là cái màn hình này. Màn hình nó sẽ hiển thị các thông số của những chiếc đẩy này, bao gồm đầy các bác đấy, đèn vẩy của từng kênh nó sẽ báo tín hiệu đầu vào Z1, Z2, Z3, Z4 và đầy công suất của từng kênh. Đấy, từng kênh riêng biệt luôn, và nhiệt độ của từng vế. Đấy, Z1, Z2, Z3, Z4 hiện tại đang đánh Z3, Z4. Chính vì vậy là sẽ nóng hơn một chút. Và tốc độ quạt gió, và quạt gió này sẽ là quạt gió cảm biến. Khi mà nhiệt độ cao thì tốc độ quạt gió sẽ cao, còn khi mà nhiệt độ thấp thì tốc độ quạt gió sẽ thấp. Đấy. Và điểm đặc biệt thứ hai phải nói về nội thất của con này. Nội thất quá là khủng cho các bác và anh em. Anh em nhìn tổng quan ạ. Với một nguồn đồng size 22 sẽ đảm bảo cho các bác anh em là cung cấp điện áp cực kỳ là khỏe. Size rất là lớn nha, đây cả bàn tay. Đấy, size 22 kết hợp với con này là sử dụng 24 tụ lọc nguồn kết hợp với cả nguồn đồng này nữa thì cho ra điện áp cho mạch công suất cực kỳ khỏe. Thường các bác tìm kiếm xem những chiếc đẩy 4 kênh thì nó chỉ có khoảng 12 đến 16 những chiếc tụ thôi, nhưng con này phiên bản nâng cấp lên 24 tụ lọc nguồn cho 4 kênh. Đấy, rất là khỏe luôn cho các bác. Và mạch công suất của nó chạy hoàn toàn bằng sò trường LJWK, và số lượng là 80 sò trường LJWK cho 4 kênh. Hoàn toàn chạy bằng sò trường LJWK nên cực kỳ khỏe, cực kỳ sáng tiếng anh em nhá. Và đi đây, các bác nhìn đấy ạ. Em nhìn đấy ạ. Đấy, em nhìn đấy nhá. Đây là thiết kế mạch CH, đảm bảo cho anh em là về hiệu năng rất là khỏe này, sáng tiếng, cũng như là
đánh bền bỉ và anh em sử dụng trong thời gian dài nó không bị ít, rất ít khi bị lỗi vặt. Đấy, và có dơ le chống cháy, chống chập dây loa. Tất cả đều có, các kênh đều có luôn. Đây, dơ le của từng kênh riêng biệt. Thế kể cả nguồn cũng có dơ le chống chập. Đấy, cực kỳ cao cấp. Phiên bản có thể nói là cao cấp nhất của hãng ETC. Và đặc biệt em nói rồi, nó có màn hình này. Đấy, dòng cao cấp có màn hình, anh em tìm kiếm bên ngoài rất là đắt nhá, hơn 8 triệu. Nhưng với đến với em nhé, đến với Theo ngày hôm nay cũng sẽ tiếp tục giảm giá. Ngày hôm nay chỉ có 6.100.000 một chiếc đẩy 4 kênh ETC KH1400. Mua hàng các bác nhanh tay nhắn tin cho em, chốt đẩy KH1400 nhá, chỉ có 6.100.000. Và bên em sẽ bao ship và bảo hành 1 năm, cũng như tặng cho em 4 dây calon. Bao ship tặng 4 dây calon bảo hành 1 năm cho các bác. Và con đẩy này thì nặng hơn 27 cân nên tiền ship và tiền dây rất là đắt rồi. Nhưng bên em vẫn sẽ cố gắng là bao ship cho anh em, cũng như là tặng dây rắc để các bác về nhà kết nối trực tiếp, không phải mua nữa. Đấy, mua hàng các bác nhanh tay nhắn tin cho em, chốt đẩy KH1400, chỉ có 6.100.000 anh em nhé. Các bác không nghe nhầm, 6.100.000 sở hữu một chiếc đẩy 4 kênh 1400W cho các bác dùng sự kiện hay dùng gia đình. Với mỗi kênh này em đánh cho em là một đôi 40 coi 76 hoặc là một súp đơn 50 coi 100, đánh cực kỳ khỏe luôn cho các bác. Đấy, nội thất thì không thể chê đâu được luôn. Chỉ có 6.100.000 một chiếc đẩy 4 kênh như này. Quá là rẻ đúng không ạ? Các bác mua ngoài thì phải tầm hơn 8 triệu. Nhưng đến với em nhé, 6.100.000 thôi ạ. Bao ship tặng 4 dây calon. Nhắn tin trực tiếp số em, chốt đẩy KH1400 nhá. Đấy, các bác theo dõi hoan hỉ ủng hộ cho BMC Online đi ạ. Ủng hộ cho BMC Online và một đăng ký kênh nhá. Các bác là chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh giúp em nhá. Tiếp tục đây, để giới thiệu cho các bác anh em một dòng vang cơ lai số đến hiệu ETC, phiên bản ETC DX6 mà nó là phiên bản cao cấp nhất của hãng hiện nay, cũng như là trên thị trường rất hiếm dòng vang được như thế này, để em giới thiệu cho các bác nhá. Đây, để cao lên một chút để em giới thiệu cho các bác, để các bác nắm được thông tin. Đây, với thiết kế mới, size là size 1.5U nhá em nhìn đấy. Thường là những dòng vang cơ cũ ngày xưa chỉ size 1U thôi, nhưng đây là thiết kế size 1.5U. Và đặc biệt nhá, con này có thiết kế của nó rất là cân đối. Màn hình hiển thị ở giữa này rất là to luôn, hiển thị tất cả là các số thông số chiếc vang này, cũng như là hai bên đều cân đối này, nút điều chỉnh mic này, nút điều chỉnh tiếng nhạc và các nút điều chỉnh rất là cân đối cho các bác, nhìn cực kỳ đẹp luôn. Và con này một ưu điểm nữa, sử dụng chip DSP của Mỹ nên xử lý tiếng rất hay, kể cả anh em xử lý tiếng nhạc, tiếng mic qua chip đấy, xử lý thì rất là hay luôn. Và chip đấy gần như là các chỉ tích hợp những chiếc vang số cao cấp thôi, nhưng dòng vang cơ đại số này nó đã tích hợp chip DSP rồi nên đảm bảo cho các bác rất là hay luôn. Và các bác đang năn tăn về chống ngủ thì anh em cứ yên tâm, dòng vang này nó sẽ có 6 level chống ngủ. Thường những dòng vang ngoài kia chỉ có 1 hoặc 2 hoặc là bật tắt thôi, nhưng dòng này có 6 level chống ngủ, đảm bảo chống ngủ gần như hoàn toàn tuyệt đối cho các bác. Cũng như là trang bị cho các bác và anh em một cái phần equalizer riêng biệt. Đây, các thể loại nhạc thịnh hành, nghe nhạc, hát karaoke được đồng bộ hơn rất là nhiều. Đấy. Và tiếp theo, và em muốn giới thiệu cho anh em còn ưu điểm của nó là tiếng effect rất là ngọt mượt, rất là mượt mà. Có đây, các bác giới thiệu nhá. Đó, phần đây, dì vật von này, tiếng dì vật tham đấy, tiếng dì vật cực kỳ hay, echo dì vật riêng biệt luôn cho các bác. Và tiếp theo nữa là anh em thấy delay và repeat của echo cực kỳ hay nhá, echo dì vật rất là hay luôn cho các bác. Và con này cũng sẽ trang bị cho các bác anh em đầy đủ, đây thì chiếu gần hơn một chút, đầy đủ các cái cổng quang này, có bluetooth này và các đường nhạc vào bằng hoa sen A1, A2 và hai đường ra chính kết nối xuống đẩy hoặc âm ni là L-out và R-out và hai đường súp riêng biệt. Dòng vang cơ lai số cực kỳ hay luôn nhá. Và dòng vang này thì em sẽ tiếp tục giảm giá cho các bác và được bảo hành chính hãng 2 năm. Anh em yên tâm chưa? Bảo hành chính hãng 2 năm. Và em sẽ alo tiếng mic, anh em nghe thử tiếng chất âm của nó, sau đó là báo giá cho anh em nhá. Anh em nghe thử tiếng mic ạ. 7 8 9 7 6 7 8 9 7 mùa xuân vừa đến hóa về trên những bàn tay. 7 8 9 7 bay lên. Em nghe thử chất âm nhá, nghe trực tiếp giúp em ạ. Và ngày hôm nay em sẽ giảm giá cho anh em những chiếc vang cơ lai số này, nhanh tay nhắn tin cho em chốt vang DX6 nhá, chỉ có 1.550.000 và bên em sẽ tặng cho em 3 phần quà. Đầu tiên nó là dây rắc kết nối, các bác kết nối xuống âm đi sẽ tặng cho em dây rắc từ calon ra hoa sen. Anh em kết nối xuống đẩy thì tặng cho em dây rắc kết nối ra calon hai đầu đực cái. Phần quà thứ hai là sẽ một chiếc điều khiển từ xa để điều chỉnh các thông số qua những chiếc điều khiển từ xa này. Đây. Đấy, rất là dễ dàng chỉnh đúng không ạ?
Và phần quà thứ ba em muốn giới thiệu cho các bác cũng như là tặng cho anh em, đó là một chiếc dây quang để kết nối trực tiếp từ TV xuống những chiếc vang cơ lai số này. Và giá thì không đổi, giá chỉ có 1.550.000, bao ship bảo hành 25, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Các bác mua hàng nhanh tay nhắn tin số lại em, chốt vàng DX6 nhá, chốt vàng DX6, 1.550.000 thôi ạ. Nhận hàng test thử, ok em thanh toán, không ok anh em trả lại em, chỉ có 1.550.000 á. Giá rất là tốt cho các anh em, thì anh em mong muốn sản phẩm tốt, giá tốt, anh em nhớ là phải like video này, đăng ký kênh này và nhớ nhấn chuông nhá. Cảm ơn các anh em rất là nhiều. Và tiếp tục đây, đi giới thiệu cho các anh em một chiếc lọc xì số đến từ hiệu ETC. Đấy nhá, một chiếc lọc xì số mà con này sẽ giúp cho các bác và nghe nhạc hát karaoke rất là hay. Con này trang bị cho các bác anh em là 31 giải âm. Các bác nhìn thấy 31 giải âm nhá. Đấy, cực kỳ hay luôn cho các bác và chỉnh rất là dễ dàng chỉnh. Đây, để hướng dẫn cho các bác anh em, con này sẽ lưu được 10 chế độ. Đây. Chỉnh rất là dễ, 31 giải âm. Đấy, cực kỳ cao cấp luôn nhá. Và con này lưu được 10 chế độ, anh em có thể gọi 10 chế độ đây. Ví dụ em sẽ gọi chế độ số 10 này, gọi. Đấy, số 10 đây sẽ chế độ 10 là chưa lưu một cái gì, chưa chỉnh một cái gì. Còn nãy em là đã gọi chế độ đã lưu sẵn rồi, em ấn vào đây. Sau đó là sẽ gọi, ấn vào đây nhá, sẽ gọi số chế độ 8 em đã lưu sẵn rồi. Anh em nghe tiếng nhạc nó thay đổi hoàn toàn và lưu đây. Cực kỳ hay luôn, gọi được 10 chế độ, setup 10 chế độ luôn cho các bác. Và 31 giải âm, chỉnh rất là dễ dàng cho các bác. Và tăng giảm thì anh em ta. Đấy, tăng lên, giảm đi. Vặn sang cần giải âm thứ hai này. Đấy, tăng lên. Các bác nhìn này, giảm đi. Rất là hay và rất là dễ dàng chỉnh cho các bác nhá. Và trang bị cho anh em có đầy đủ Bluetooth này và các đường nhạc vào nhạc ra bằng ca lông này, hoa sen này, jack 6 ly đầy đủ những chiếc lọc số này. Đấy, có chỉnh volume trực tiếp trên được. Đấy. Và ngày hôm nay những chiếc lọc số này sẽ 31 giải âm này, em sẽ giảm giá cho các bác và anh em nhá. Mua hàng nhanh tay nhắn tin cho em, chốt lọc số ETC. Anh em mua lọc số bên ngoài tầm hơn 2 đồng, hơn 2 triệu không hề rẻ, nhưng đến với em nhá, giảm giá cho em, chốt lọc số chỉ có 1.400.000 và bao ship cho các bác và anh em, tặng cho em 2 jack ca lông. Đấy, thường em sẽ tặng cho em 2 jack ca lông ra bông sen để bác kết nối trực tiếp lọc xuống vang. Chỉ có 1.400.000 và bao ship này, tặng jack kết nối và có đầy đủ cổng quạ, đầy đủ Bluetooth, xin lỗi nha, đầy đủ Bluetooth cho các bác. Và rất là cao cấp, lọc số 31 giải âm. Mua hàng nhanh tay nhắn tin em, chốt lọc ETC và được tặng dây ca lông ra hoa sen miễn phí cho các bác, chỉ có 1.400.000. Ngoài kia các bác mua phải tầm hơn 2 triệu, không hề rẻ đâu ạ. Đấy, rất nhiều sản phẩm em nói rồi, ngày hôm nay giới thiệu rất nhiều các sản phẩm cho các bác. Đây, quản lý nguồn 2 cấp lọc nhá. Quản lý nguồn 2 cấp lọc phiên bản cao cấp, giảm giá còn 1.500.000 một chiếc và bao ship bảo hành cho em là 1 năm. Ok chưa? Những bộ mic không dây JBL KMC10 thanh lý cho em là chỉ có 950.000. 950.000 và bao ship cho các bác, bảo hành 1 năm cho các bác. 950.000 một mic, bộ mic không dây JBL KMC10, cực kỳ là cao cấp. Nhớ là rất là mong muốn nha, các bác theo dõi video, anh em hoan hỉ ủng hộ cho bên MC Mùa Nay. Các bác nào chưa like ủng hộ cho bên MC Mùa Nay, còn anh em like rồi thì nhớ đăng ký kênh, nhớ chia sẻ video nhá. Cảm ơn các bác và anh em rất là nhiều. Và hẹn các bác và anh em ở các video tiếp theo từ Thế Nhau Đô ạ. Xin cảm ơn anh em.